Điện lực Bến Cát là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương. Nhiệm vụ chính của Điện lực Bến Cát là quản lý vận hành lưới điện trung hạ áp và phân phối kinh doanh điện trên địa bàn thị xã Bến Cát. Đây là địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với các khu công nghiệp như khu công nghiệp Mỹ Phước 1, khu công nghiệp Mỹ Phước 2, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, khu công nghiệp Diệt Hương, khu công nghiệp Ascendat, khu công nghiệp An Tây và các cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Đặc trưng với các ngành nghề như công nghiệp may mặc, gỗ mỹ nghệ, giày da, thực phẩm, sản xuất sắt thép và một số ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ khác, nên cần lượng điện rất lớn và ổn định để hoạt động liên tục, đem lại hiệu quả kinh tế. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2018, Điện lực Bến Cát có tổng số 102 cán bộ công nhân viên, gồm một giám đốc, một phó giám đốc, 5 phòng và một đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp với 34 thành viên, thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành đường dây trung hạ thế và trạm biến áp của toàn thị xã Bến Cát. Nhiệm vụ trọng tâm của đội là chăm sóc khách hàng trong việc sửa chữa điện và xử lý sự cố trên địa bàn. Từ khi tiếp nhận thông tin của khách hàng, tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng sẽ truyền thông tin về trực ban vận hành tại đội quản lý vận hành để tiếp nhận. Sau đó, trực ban vận hành sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý. Trực ban vận hành sẽ điều động nhân sự từ trực ca vận hành đến trực tiếp khách hàng để phục vụ nhu cầu mà khách hàng yêu cầu. Thời gian tiếp nhận và hoàn tất xử lý theo yêu cầu của khách hàng là trước 2 giờ. Tôi người dân ở tổ 10, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Khi có sự cố thì tôi điện cho cái số mà cái đường dây nóng của chi nhánh Điện lực Bến Cát, thì anh em là cán bộ kỹ thuật đã đến và xử lý kịp thời. Phải nói cái điều mà phấn khởi nhất, trong vòng 30 phút thì anh em có mặt để xử lý, phải nói rất tốt. Người dân ở đây rất hài lòng. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện tốt việc kết nối giữa ngành điện với khách hàng, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của người dân,
Trung tâm chăm sóc khách hàng Công ty Điện lực Bình Dương với tổng đài 1900 1006 đã được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, đã góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn trong việc sửa chữa và xử lý sự cố dây điện và giải đáp thông tin về cung cấp điện. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Bình Dương nói chung, Điện lực Bến Cát nói riêng, chúng tôi đã xây dựng phong cách tác phong về văn hóa doanh nghiệp cho tập thể công nhân viên trong toàn điện lực với phương châm mỗi nhân viên phải tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng. Chúng tôi xây dựng hình ảnh biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi khi tiếp xúc với khách hàng nhằm xây dựng những hình ảnh đẹp nhất của ngành điện đến với khách hàng. Và chúng tôi cũng phục vụ với mục đích đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Không hài lòng với những gì đã có, đã làm được, với mục tiêu mọi hoạt động đều hướng đến các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực Bến Cát nói chung và đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp nói riêng tiếp tục quyết tâm đổi mới về chăm sóc khách hàng, kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phục vụ khách hàng văn minh hơn theo phương châm đổi mới, chuyên nghiệp, hành động, hiệu quả.